thì hôm nay lại phải giới thiệu nhanh cái web này bởi vì có nhiều các bạn vào nhiều quá. Anh em vào nhiều quá. Các bạn có thể nhìn thấy mình rút tiền đây. À, thi thoảng các bạn sẽ nhìn thấy cái payment đây, cái thanh toán của mình thì payment của cái web này. Có nghĩa là trước khi mình làm clip các bạn có thể nhìn thấy những cái payment của mình ấy, nó trước khi cả của web ý, nó thanh toán cho mình nó cũng nghĩa là gửi tiền cho mình trước khi là mình làm clip bởi vì bởi vì tôi chơi chơi trước rồi tôi đã rút tiền trước tôi bao giờ mình cũng gửi link đến trước cho toàn thể tất cả các bạn ờ, ở phần mô tả chữ ký mình đã gửi link đến trước trước khi mình làm clip thì bao giờ mình cũng gửi link đến trước và trước khi mình làm clip mình cũng đầu tư lớn trước còn ở trong video thì bao giờ mình cũng sẽ đầu tư rất là nhỏ đối với video bởi vì mình đã nói rất nhiều là khi đầu ở trên video ấy mình không thể làm lớn được làm lớn là nguy hiểm lắm anh em hiểu là như vậy thì tốt nhất là khi đây ở đây chúng ta sẽ có thấy là có rất nhiều bạn Việt Nam đã vào à, Có nghĩa là khi mà trước lúc mà mình gửi, mình làm video này Kể cả trước lúc mình gửi cái cái web này cho các bạn thì các bạn Việt Nam đã vào trước rồi Nói chung là không biết anh em lấy thông tin ở đâu mà ông lấy nhanh thế, lấy nhanh hơn cả mình Dạo này các ông chơi chạy đua vũ trang kinh quá Tôi cũng toát hết cả mồ hôi Tôi cũng phải chạy đua vũ trang với các bạn Đâm ra bây giờ lại phải làm cái clip này Bởi vì tối nay không lên livestream được rồi À, tôi phải chạy đua vũ trang với các bạn Ok bây giờ mình sẽ tiến hành vào đăng ký cho bạn xem luôn Bởi vì thực ra cái quét này nó mới ra thôi nhé Bây giờ mình đăng ký bạn này nhìn này Tổng số rút này rất ít ừ, Thực ra những cái kiểu dạng quét này nó sẽ Chết xong lại sống Chết xong lại sống Thực ra nó tuy là nói là mới ra Nhưng mà bản chất của quét ấy Nó đã có thể là Đã đã, đã, đã chạy từ ngày hôm qua hôm kia rồi Nhưng mà nó chết xong lại sống ấy Thì nó chết xong nó reset hết lại toàn bộ À, ở một cái video mà mình đã từng nói cho bạn về, về việc cái việc mà nó di xét hết toàn bộ mà trong khi đó mình 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 đầu tư xong rồi mình rút tiền ấy thì sau đó lại di xét hết toàn bộ về con số 0 ấy thì nếu như bạn mà xem cái video đấy thì hiện tại cái quét ấy nó, nó nó nếu như bạn xem video đấy thì bạn có thể nhìn thấy cái kiểu ấy của nó thì bản chất thằng này nó cũng giống hệt như vậy đối với những cái thằng như vậy đây mình sẽ đăng ký cho các bạn Thực ra các bạn có thể nhìn thấy là cái payment này của tôi trước này à, Có thể các bạn thể nhìn thấy web là đã trả tiền cho tôi trước rồi Là có nghĩa là tôi đã đầu tư Bao, bao giờ cũng vậy Bao giờ các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy được cái payment của tôi trước Bao giờ nó cũng Ủa đây Bao giờ các bạn cũng sẽ nhìn thấy được cái sự trả tiền của mình cả Cái thanh toán nếu như là anh em chịu khó để ý thì sẽ nhìn thấy cái thanh toán của mình trước trừ khi là mình có đè những cái web khác lên thôi thì mình mới đè thôi à tôi chết cha chưa đi rút tiền à mà thôi chả cần vì có một clip rút tiền riêng rồi clip này là làm để rất là nhanh vì anh em đang ồ ạt vào con web này kinh thật đấy không biết các bạn lấy thông tin đâu có nghĩa là trước lúc mình biết đấy trước lúc mình biết web các bạn đã ồ ạt vào rồi các bạn không để mình xem uh, các bạn uh, để mình đánh giá cho các bạn xem là như thế nào nhé bây giờ tiến hành đi này OK thì chúng ta vẫn có như mọi khi for uh, 10 giờ thì mình lại đánh cái này nhé. Uh, thực ra các bạn ấy cũng chưa thể mà hoàn vốn được đâu bởi vì uh, nó cứ nó cứ tính một mỗi một giờ, trừ khi các bạn đầu tư thật lớn thì mới có thể rút được tiền, rút được tiền ra như kiểu mình như bao giờ mình cũng phang rất lớn thì mình có thể rút được tiền ra để cho làm clip cho các bạn xem để cập nhật cập nhật cho các bạn xem chứ còn nếu như mà uh, kiểu như là đây nó giống như là cuộc đua <laughs> chạy đua vũ trang ấy không hiểu không? ai phang phang nhanh thì người ta uh, ok còn người nào phang chậm thì nó chết đấy đấy chính vì, vì lý do vậy làm ra những quét này nó nó cần người tay to là như thế các bạn bé thường hay dễ bị uh, làm thịt lắm đây mình sẽ phang cái này mình đương nhiên là phải đánh 10 giờ sau khoảng độ 7.25 thì các bạn rất thích cái kiểu này uh, à mà thôi Holy Forever này Hãy chơi thằng này đi năm phần trăm nhưng mà thằng này nguy hiểm lắm năm phần trăm hollywood forever cực kỳ nguy hiểm thôi được rồi ăn ít thôi chứ đừng có tham tham lại thâm ok bao giờ những cái kiểu ghép như này mình cũng phang trước rồi ờ à ok oh. à quên kích vào đây chứ góc này đấy. kích vào góc này à, các bạn lưu ý, ý kích vào góc này sau đó chúng ta có thể edit tài khoản của các bạn này file setting để mà các bạn có thể chuyển áp uh, thêm ví của các bạn ở đây lúc đấy mình có app cao rồi mà phải trưởng mới app rồi mà bây giờ vẫn không app sao giờ mà nãy nhở thằng muốn nặng nó làm gì mình ấy ra ta. hay là thử thử lại lần nữa xem Lúc đấy, tôi áp chưa nhỉ? Đầu tôi cá vàng lắm Tôi tôi áp chưa anh em? Áp rồi chứ nhỉ? Thêm rồi nhỉ? Ồ, file setting Ồ, lúc đấy tôi áp chưa hay chưa áp? Anh em thử xem nếu như mà tôi chưa áp thì chứng tỏ thằng này nó vớ vẩn khôn lạn áp rồi mà mới bắt áp lại Thì các bạn có thể xem lại để xem nếu như mà các bạn ấy thế thì các bạn phải áp lại nhé Áp lại thì mới có thể tiến hành rút được tiền Đấy, ví dụ như áp như này lại chẳng hạn đấy áp lại mới có thể tiến hành rút được tiền, còn không áp lại thì sẽ không tiến hành rút được tiền được. Ok, đấy. À, thực ra video này mang yếu tố là chạy đua vũ trang với toàn thể anh em thôi. Ốc. À... Đầu tư chưa? Tôi đã gửi 5 đô vào đây chưa nhỉ? Lại cá vàng rồi. Lại cá vàng rồi. Chết cha. <laughs> Sao chưa nhìn thấy gì đây là lại con quét chết ngay trong thời kỳ ông các ông tấn công mạnh quá chết ngay trong thời kỳ. Đấy à? Năm đô gửi rồi, đây này năm đô gửi rồi. ôi ôi. Ủa mà chẳng lẽ nó lại chết chết ngay trong thời kỳ mới sinh. Đùa. À? <laughs> Trời ơi Các bạn nhìn này Active xin nó vẫn chưa ớt tiếp rồi, Mặc dù là sen rồi Hay là con này lại chậm Con củ chuối ấy. Chẳng lẽ lại chậm Để mình quay lại phần hôm xem Con củ chuối ấy. Các ông nào vào bắt tôi chạy đua vũ trang Kinh khủng quá Thôi xong rồi Con củ chuối này cũng ất tiếp rồi Con củ lạ Mày thật là dậy <laughs> thực ra đánh mạnh nó từ ngay từ đầu thành thử ra là nó cũng rất dễ bị vậy nó bị sốc trời ơi để xem nào không được <laughs> ok để tôi chờ lúc nữa xem được không không được luôn hay các ông đánh mạnh quá tôi không bay vào được nhỉ tôi không lao vào được nhỉ các ông lao vào kinh quá vẫn không lên cuộc sống mà khó khăn phải trưởng các bạn nào bị giống hệt như mình bởi vì tất cả anh em nào mà bị giống hệt như mình thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới của mình cái khốn lạ thế cái thằng <laughs> bao giờ chạy đua vũ trang với mấy ông mệt lắm tôi bởi vì các bạn biết không nếu như mà cái này à đây đây tìm rồi toát hết cả mồ hôi bởi vì thực ra nó không phải là ở vấn đề 5 đô này đâu các bạn hiểu không nó không phải là vấn đề 5 đô mà vấn đề là cái tài khoản trước đấy nữa cơ nếu như mà cái thằng này nó không tiếp thì là nó báo hiệu của việc là web nó đã sẽ chết mà web nó sẽ chết là cái tài khoản trước trước lúc cái không phải là cái tài khoản 5 đô này mà tôi không quan tâm đến 5 đô mà là cái tài khoản lúc trước tôi đầu tư cơ Các ông hiểu chứ cái nó phải hiểu là cái khoản đấy chứ còn tôi thì tôi không quan tâm đến phần 5 đô lắm ôi toát hết cả mồ hôi tí nữa lại mất tiền ở trong một con web mà mấy ông chạy đùa vũ trang tôi chạy đua vũ trang mấy ông mệt lắm ok cảm ơn tất cả các bạn bạn cảm nghĩ sao về quét toát mồ hôi này của mình thì có thể có mừng ở phần mô tả bên dưới nhé cảm ơn tất cả các bạn